hỗ trợ điều gì không ạ? À? Chị hỏi một chút, nếu mà cháu đỡ rồi thì mình cứ cho cháu duy trì cũng được không? Vâng, chị nên dùng duy trì bởi vì cái cúm Egaruta nó từ thảo dược hỗ trợ thêm cho con. Khi nào mà biểu hiện con nó ổn định hẳn hoàn toàn, mình hãng giảm liều chị ạ. Đi học thì bây giờ thì không thấy cô giáo nói gì nữa rồi, cũng biết sợ cô rồi. Vâng, mà biết được ba trang rồi. Đầu tiên kiểu nó mực, cô giáo không trông được, cô giáo bắt phải đưa về. Bây giờ là cháu nó ngủ được rồi đấy. Nó chỉ cần nằm khoảng độ 2 phút thôi là nó ngủ rồi. Hoặc là không cần có chị này cũng năn ve ra ngủ. Tức là chị cũng thấy cải thiện tốt hơn khá nhiều đúng không ạ? Nhiều chứ, không bị chết. Nói chung là không ăn, ăn hơn được. Thế trước đây là con không chịu ngủ à chị? Một ngày nó chỉ ngủ được 4 tiếng đồng hồ thôi. Ngày không ngủ, đêm không ngủ, 9 giờ lên giường ngủ nhá. Tắt hết điện các thứ đi. Vâng. Rồi là nó cũng không ngủ, nó cứ xoa tay chị thôi em ạ, phải đến 2 giờ đêm, mà không, ngày nào cũng phải bị mấy phát vào mông. Thế với trường hợp của cháu như vậy, trước đây là tầm mấy tuổi là chị thấy bắt đầu con có biểu hiện nghịch ngợm nhiều hơn ạ? À? Em ơi nha, lúc cháu nó biết đi này này, là bắt đầu chị thấy nó cứ luôn chân, luôn tay, xong nó không ngủ đâu. Suốt ngày chị chỉ bế nó ở trên tay ấy. Chị ngủ mà nó không biết nó dậy lúc nào, nó lấy luôn cả cái máy điện thoại bàn ấy, mà nó cầm luôn cái máy đấy, nó đập chị mà chảy cả máu mũi ra. Thế đến lúc cháu mà 3 tuổi ấy, thì cho cháu đi học thì cô giáo bảo ngày đầu tiên nó đi học ấy, thì là nó ngoan lắm, nó còn biết xếp ghế cho cô giáo. Cháu đến một tuần thì nó cũng ngoan, nó vẫn ngồi im như thế. Xong bắt đầu nó quen cô, rồi bắt đầu nó siêu quậy luôn. Ra thể dục là bắt đầu là ông đấy là cô giáo cứ phải ôm nó, thì sợ nó chạy ra đường thôi. Bắt đầu cháu đi học lớp 1, cô giáo kêu quá. Cô giáo bảo cho nó ngồi ở cuối lớp, thì cả một nửa lớp chú ý đến nó. Con không cho ai học bài, cho nó ngồi ở trên đầu, thì là cả một cái lớp đấy là đều tập trung vào nó. Xong bắt đầu nó lấy bút của các bạn, cô giáo xuống thì nó vứt đi, nó ở biên con lấy cái gì đâu. Ông trêu hết bạn nọ, trêu hết bạn kia, xong ông đánh người nọ, đánh người kia. Thì mình cứ nghĩ là nó là trẻ con thôi, chứ mình không nghĩ là nó bị bệnh. Thật sự là như thế. Thế đến khi nào thì chị mới để tâm là nó là bệnh à chị? Lúc đầu là chị gái chị vào đây này, chị bảo thằng này bị tăng động. Xong chị ở bác nói như thế nào, chứ xong nó bảo em cứ bấm vào mạng mà em đọc mà xem. Chị nói như thế, chồng chị cứ phật ý đấy. Vào đến viện khám thì nó cũng vào, nó ngó, nó xem ai, nó cũng vào, nó ngó, nó đi khắp nơi. Cái các bác sĩ bảo là hay thằng này bị tăng động. Thì mình lại bảo mà con em làm gì bị tăng động thì mình không hiểu tăng động là cái gì cả. Nhưng mà đến lúc về là chuẩn bị đến năm học rồi thì bắt đầu đi học thì bắt đầu nó có một cái biểu hiện nó rõ ràng như thế. Đoán là chắc con mình sẽ bị đang tăng động rồi. Thế thì mới gọi về dùng lại cái sản phẩm Egaruta này. Tại vì khi mà mình đọc ở trên mạng thì chẳng có cái sản phẩm nào tốt bằng cái sản phẩm này nữa rồi. Bắt đầu cháu mấy tuổi là chị sử dụng cúm Egaruta cho cháu vậy ạ? Chị sử dụng năm ngoái. Chị này cho cháu uống cái Egaruta này phải được gần 2 tháng rồi đó. Chị thấy nó là có tiến triển. Với chứng tăng động giảm chú ý ở trẻ nhỏ ấy, nhiều khi nó là một cái liệu trình điều trị lâu dài. Kể cả mình giáo dục hành vi cho cháu hay là mình sử dụng cúm Egaruta thì cũng cố gắng kiên trì cho con. Bây giờ chị thấy là sau khi mà mình bắt đầu lại trong khoảng 2 tháng nay là con nó có cái chuyển biến tích cực và tốt hơn lên rất là nhiều đúng không ạ? Đúng rồi đó, nhận là sản phẩm tốt. Thế bình thường thì ở nhà với ở trường thì bây giờ cháu cũng không chạy nhảy leo trèo nghịch ngợm như trước đây à chị? Úi dồi, không, bây giờ không leo trèo đâu. Bây giờ là chị bắt ăn cơm nhá. Vâng. Trước là chị phải bón, nhưng bây giờ là nó kêu đói này, chị múc ra cái bát xong chị bảo ngồi ăn cho đàng hoàng lịch sự, không được chạy nhảy, nên là ngồi giúp ăn hết bát cơm thôi. Cháu có cái chuyển biến tốt về cái khả năng tập trung, biết lắng nghe người lớn để ngồi yên hơn đúng không ạ? Đúng rồi, trước thì không biết sợ là gì đâu. Nhà chị ngoài ngoài đường mà, chỉ cần mở cửa ra một cái hay là nó phi ra ngoài đường, nó không biết đâu là nguy hiểm. Vâng. Mà không để ý là đi tìm gần chết. Ví dụ nó nhìn thấy một cái ao hay một cái suối, nó sẵn sàng nó nhảy xuống luôn. Nó không phân biệt đâu là cái này là sự sống hay cái này là cái chết hay như nào, nó không hề biết. Thế nhưng mà thật sự là từ hôm thì cho dùng sản phẩm đến giờ là đi đường là nó bảo mẹ dắt tay pin này, mẹ đi đường sang cẩn thận nhé, rồi các thứ này. Nói chung là nó biết hết rồi. Nhận thức được rồi đúng không ạ? Thế là cải mà không chạy minh tinh nữa đâu. Thật với em nha, đi học mà chồng chị đi đón cháu nhá,
mà bị kiểu cô giáo nói nhiều quá ấy, mà đến mức độ mà ông còn đánh con ông ở trường đấy luôn. Thì em phải biết là như thế nào. Thế là hai vợ chồng suốt ngày cãi nhau vì thằng con thôi. Nó nghịch lắm. Mà cô bảo là học thì ít thôi nhưng mà thông minh. Một tiết là 45 phút thì nó chỉ học được tầm 5 phút thôi. Bây giờ nó ngồi im nó viết được 3 trang rồi. Đỡ nhiều. Từ hồi uống đến giờ là tiến triển đỡ là không thấy bị bụp nữa rồi. Ừ, nói chung là mình vừa phải dùng sản phẩm này. Mình phải có thời gian để chăm sóc con này, phải cho nó ăn đầy đủ chất này. Đúng rồi. Bắt đầu lại còn phải chơi với nó này. Mà nếu mà được phép uống lâu dài thì vẫn cho cháu uống mà. Vâng, đúng rồi. Cái này mình dùng lâu dài được chị ạ. Cháu uống đến hết cấp 2 có được không? Dạ, cái này là yên tâm là không có tác dụng phụ gì đâu chị ạ. Bởi vì rối loạn hành vi là một cái vấn đề mà nó khó điều trị ấy. Và khi mà mình thấy có một cái giải pháp nào mà hợp với con mà an toàn lành tính thì mình cứ áp dụng. Bản thân là cháu nhà mình rất là thông minh. Cái việc mà sử dụng sản phẩm cốm này thì nó không gây ảnh hưởng đến cái trí thông minh của cháu. Thế em cũng chúc mừng gia đình vì ít nhất là sản phẩm đang hợp với con. Và bản thân con cũng đang có những cái chuyển biến rất là tích cực như vậy. Thì chị cố gắng là dùng thêm cho con đến khi biểu hiện của con nó ổn định hoàn toàn. Đấy rồi em chào chị ạ. Ừ.